Đấy, anh em mình có con đang cắn kìa, cái sởi mút kìa. Mút bành phao bác kìa. Này, chắc là cá rô rồi. Ôi, ôi. Đây rồi. Ui, ui, hàng to, hàng to anh em ơi. Ui, trời ơi, hàng to không phải rô các bác ơi. Con gì vậy? Wow. Bự, bự, bự anh em ơi. Ui, bố xấu tay lên rồi. Bự, bự. Ui, con này to quá các bác ơi. Con gì vậy? Trời ơi, đóng đầu, muốn sợ, 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 sợ đấy. Wow, con này to anh em ơi. Ui, bự, bự, bự. Ui, chép, 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 chép rồi. Ui, chép, chép to các bác này. Rồi mà nó đóng. À dạ, anh em nhìn được bố xấu tay lên, khiếp không? Phê, phê, phê chưa? Anh em nhìn này, bố xấu tay lên, lên, phê chưa? Chép, chép các bác ạ. Này, dã man. Con này to, con này to. Nhưng mà nó mắc vào đây rồi, không biết có lên được không các bác ạ. Phê quá. Mắc tứ xỉa rồi, phải nuôi cái lưỡi rồi. Đây, anh em thẩm hỏi em có này mấy cân các bác. Ôi này. Wow. Cái này nếu mà quay này thì anh em không thể nào biết được độ to đó, để em kéo luôn đây. Không thể biết được độ to đó đâu các bác ạ. Ôi, cái này phải đo, đo, đo các bác nhá. Này nhá. Đây rồi. Ui, đóng, đóng, đóng hàng anh em ơi. Ui, hàng to anh em ơi. Ui, cái này to, này to bác ơi. Ui, hàng cụ anh em ơi. Ui, ui, cái này còn gì anh em ơi, to chưa? Ui, ui, phê phê anh em ơi. Ui, ui anh em ơi. Ui, các bác ơi, phê phê, còn hàng gì to chưa này? Ui, ui, cần anh em ơi. Thế thế. Ui, 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 con này to anh em ơi. Wow, phê quá các bác này. Hàng bự rồi. Ui, ui, à, to anh em ơi. Ui, ui, nó đi. Wow, 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 wow. Ui, hàng cũ anh em ơi. Con này bự các bác ạ. Ai dạ, ai dạ. Phê quá anh em ơi. Ui, sai. Đấy, hàng rồi. Ui, nó rút rút anh em ơi. Ui, con gì vậy? Ui. Ăn cụ rồi. Phê quá anh em ơi. Ây da. Ui. À, trống đen. Ui, được con đen anh em ơi. Phê. Ui. Ây da. Ui, đồ phi cụ anh em ơi. Wow. Đồ phi to. Ui. Đồ phi to chưa các bác ơi. Ui, trời ơi, chào mẹ ơi, đồ phi hồng to chưa anh em này. Wow, phê chưa anh em ơi, đóng lục thế này chứ. Ấy hàng đây chứ, hàng đâu bác nhìn chưa. Phê quá. Wow. Ủa, đã ghê anh em ơi, dậy cái gì. Ủa, đã ghê anh em ơi, đánh sâu mà giật sốc các bác nhìn này. em giật phát sốc phát bay luôn. Đấy, sẵn hàng nó phải thế này anh em ạ. Đi câu nó phải thế này chứ, anh em nhìn cái bàn tay này. Ủa, con này bây giờ em phải giữ em gỡ cẩn thận quá nhá. Này đang cầm một tay quay này. Không gỡ cẩn thận nữa vào mặt cho chết. Wow, to chưa anh em ơi, rô phi ngon chưa? Đấy mà rô phi ngon anh em ạ. Bác nhìn nó mím mím quả giật phát, nó cứng cẩn, nó sướng thật đấy. Đấy anh em ạ, cái quan trọng đánh lục này. Cái nó mím mím quả giật phát cứng cẩn sướng. Đây em đã quay trở lại đây các bác ơi. Đấy, rất nhiều anh em hỏi này đánh cái mồi gì mà sao mà nên nắm hàng thế, toàn đánh tự nhiên này, toàn cá to. Đấy, rất nhiều anh em hỏi luôn. Này sẽ đưa bí kíp cho anh em xem đây. Đấy, các bác nhìn nhé. Nguyên liệu chính là ủ chua thần thánh thì tất cả anh em trên kênh của em ai cũng đều biết rồi đấy. Cái này nó sẽ là cái nguyên liệu gần như là chính. Và phải bóp với lại cái này thì hôm nay em sẽ phối bóp cái tỉ lệ cho anh em phù hợp đánh lại tự nhiên dịch vụ các bác nhé. Mùa này đánh thì nói chung là nó chuẩn nhạy khỏi bàn. Thế bởi vì em là người đánh trực tiếp, đánh rất là nhiều và lên rất nhiều hàng từ cái bài mùa này rồi. Mình chia sẻ với các bác đây. Đây.
Do là nhiều anh em hỏi cái cách phối quá, thế là hôm nay em mới lên một cái video để phối cho anh em xem một cách nó tường tận và chi tiết nhất. Và đánh cái mồi này thì thực ra anh em biết thừa đấy, đánh nói chung là nó rất là chuẩn nhạy. Bài mồi này thì cực kỳ đơn giản, mà nói chung là để mà đánh tổng hợp thì rất là hiệu quả anh em, mà đánh tổng hợp tất cả các loại cá, cái nước ngọt luôn anh em nhé. Nước ngọt có cái loại nào là phá hết loại đấy, trừ mấy loại cái dòng cá săn mồi thì không nói rồi đấy, còn những loại nào mà nó đi ăn mồi bột đấy thì dính hết, chấm chép rù phì này. Đợt vừa rồi các bác thấy em đánh gần như là 100% đánh ngày nào cũng lên được đen này, rù phì này, chép rù phì nó phần lớn là bởi vì ngoài tự nhiên mà đánh thì không thể tránh được cái bọn rù phì nó rất là nhiều luôn đấy, thì 100% ngày nào cũng rù phì là chính, mẹ đen chép đấy. Nói chung là mồi đơn giản hiệu quả mà dễ dễ làm. Thế trước ngày xưa em đã giới thiệu anh em cái mồi đấy, thì cách ủ anh em đã đều biết hết đấy. Đánh một cái mồi ủ chua này đã thấy là cực kỳ kinh khủng rồi, nó gọi là mồi ủ chua thần thánh rồi đấy. Nhưng mà phối thêm một số hương vị, hương liệu, cái nguyên liệu khác vào đấy, như mùi hoa quả kết vào ấy, thì đánh này cực kỳ nhạy luôn đó. Ngày xưa thì em có hướng dẫn các bác là phối với này mít này, chuối các kiểu, mà hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác phối với lại cam viên. Cam viên nó là cái mồi tổng hợp rồi, cảm viên là mồi tổng hợp, đánh bất cứ cái loại nào đều lên được hết đó nhé, kể cả chấm đen nhé, đặc biệt là chấm đen luôn đấy. Đây anh em thấy mồi ủ chua kinh, thì nó là chất lượng em ủ, các bác nhìn thấy nó rất là đạt, bỏ ra cái là cả năng người thấy luôn các bác. Đây phải nói là cả năng người thấy luôn, thì nó rất là chua, nó chua cái mùi của nó chua chua thơm thơm, nói là nó rất là khó tả các bạn. Đây là kiểu như mình người quen thấy vậy, nhưng người mới người vào thì lại bảo chua như cứt mèo, không ngửi được. Đấy, ủ nó rất là chuẩn anh em ạ. À, thì đây là cái cách em phối, thường thường em đi đánh qua đợt vừa rồi các bạn, nên đánh rất nhiều clip rồi nên mới giới thiệu anh em, chứ không phải là em đánh kiểu tàu lao một hai clip thì đăng đâu. Đánh rất là nhiều rồi, lên rất nhiều hàng ấy, anh em hỏi nhiều quá thì hôm nay em mới lên cái video em phối mồi. Mới đợt vừa rồi nên cũng cay quá là nhiều, ông cứ lấy cái video em giật chấm đen em bắt đầu đăng bán mồi của ông ấy. Rất nhiều anh em đã vào trong cái trang nhóm đấy và bình luận ở trên đấy, tắt tên em vào, toàn công ấy mồi của ông không đánh, mà công ấy lấy video của mình lên xong quảng cáo video mồi của ông ấy, rất là bực mình luôn các bác ạ. Đấy, thì nói chung là gần như kiểu là không nào mà cũng có ăn đấy. Nói anh em mà đi câu mồi mè gần như là nó quyết định tới đến 60-70% cái mình có thể được cá hay không, còn đâu nó phụ thuộc vào 40% là yếu tố thời tiết này, thiên nhiên này, cái là địa hình đó. Còn đâu là đấy nhá, em nói thì 60% đòn mồi. Thế thì cái ủ chua này anh em cứ cho, nếu mà đánh có đánh tự nhiên ấy thì cứ phối 50-50. Nói chung là cái này thì ước lượng đấy, em đánh quen này em đều ước lượng 50% ủ chua với 50% cám viên. Đây, cám này thì có nhìn hạt nó to chưa? Đây, em nhìn hạt nó to vĩ đại chưa? Cám này cám của bọn Singapore các bạn, mùi đây cám thơm chứ không phải cám tanh đâu anh em nhé. 40 độ đạm đây là cám thơm. Các bác nhớ em, cám thơm thì không cám tanh đâu. Cám tanh thì các bác phối vào thì các bác chỉ đi bắt rô phi thôi chứ không bắt được hàng đâu. Đấy. Trước ngày xưa là em cũng hay phối cái hạt là hạt cám tanh ấy, thì mình đánh gần như là rô phi nó có nổ chính. Thế mình cứ thả xuống cái cá to chứ vào rô phi nó bô hàng mệt, đánh rất là khó chịu. Đánh cái cám thơm này thì ít gặp rô phi, mà cũng không thể tránh được, bởi vì rô phi thì nó số lượng nó rất là nhiều thì không thể tránh được, nhưng mà nó sẽ ít gặp rô phi hơn là so với cám tanh các bạn. Đấy. Quá nhìn này, cá này đủ tươi. Nó rất là tươi, quá nhìn. Tươi cực kỳ luôn, còn này nát. Em nhìn chưa? Tươi luôn. Tươi nó nặng luôn. Đấy, bóp cái này nó cực kỳ dẻo. Với cả luôn. Qua nhìn hỗn hợp mồi có thể phê không? Anh em nhìn cái hỗn hợp mồi này, nó rất là tươi dẻo, chua thơm. Để đánh cái này thì nó nhạy lắm các bạn. Các bác không cần phải cho thêm bất cứ một cái gì nữa, chỉ cần có hai cái này thôi là công việc anh em đi câu trở nên rất đơn giản. Bây giờ
các bác muốn đi câu, nếu mà phối như các bài mùa trước của em thì các bác nào phải đi tìm chuối, tìm mít hoặc là phải đi mua trứng, nó rất là vất vả mà giá thành rất là cao quá nhá, không bằng cái này đâu ạ. Các bác mua cái cá này nó cũng tương đối là rẻ thôi đấy, mình về mình một cân mình bóp thành bao nhiêu ổ liền, đánh nó cực kỳ hiệu quả luôn mà nó không mất cái thời gian của anh em mình. Và cá này bảo quản nó rất là lâu quá nhá, cá này bảo quản nó rất là lâu nên thành ra là anh em mình thích đi đánh lúc nào của em là có đồ đi đánh ngay. Ủ chưa có sẵn cá, mình có sẵn phối bóp cái ok nên đường được ngay đấy. Còn nếu mà phối mấy con hoa quả kia thì lại phải đi mua xong rồi lại bảo quản, mà bảo quản hoa quả đấy thì bảo quản rất là khó bác ạ, bởi vì hoa quả thì anh em cho tủ lạnh, cho tủ lạnh thì nó chỉ được một thời gian nào đó thôi chứ nó không thể để được lâu quả 3-4 tuần như cái cám này được. Anh cái cám này anh em để đến khoảng nửa năm vẫn ok mà rất là tiết kiệm luôn đấy. Em thấy đánh này rất là tiết kiệm, trước em có phải đi mua mít xong bắt đầu này chuối nó các kiểu bảo quản thì nó rất là lâu, rất là nhanh hỏng, nó không được bằng như cám viên này. Đấy, như em đánh tự nhiên luôn, đầu tất cả video của em đánh ấy, toàn 50% cái củ chua này, mấy 50% cám viên, cám 40 đạm thì thường thường như là vừa nãy em phối thì nó có nửa cân cám viên bác ạ, thấy nửa cân cám viên mấy này, nửa cân củ chua thôi, thế một ổ này tương đối là to bác nhé, tương đối là to. Yeah. Ủa, tương đối là to luôn, một thùng này thì đây em đánh đục em đánh nhiều nên các bác đánh đài nhé, mà đánh đài chắc là nếu một cân cắm viên một cân ủ chua các bác đánh phải không biết bao nhiêu ổ mệt à. Thường đánh đài anh em xuống ổ nó ít mà đấy, nói chung là cũng tùy vào lực của mỗi người đó. Bình thường em thấy các bác xuống nhiều một cục này bắt đầu là bóp ở trên thì nó tốn bao nhiêu mồi đâu đúng không anh em, bóp vào lục nó mới tốn thôi đấy. Qua nhìn chưa, có cắm viên là mồi nó rẻo, thường nó đánh cái này đôi khi không cần bột mì nào vẫn có thể đánh được ngay, bảy mùi nói chung là nó rất tiết kiệm hiệu quả, mà chung là nó phù hợp với lại đa số anh em mình, bởi vì anh em mình toàn đi làm công ty công nhân các kiểu, về nhà bắt đầu là đến cuối ngày rồi, ngày có thời gian nó rỗi một tí thì muốn đi câu ngay thì là mình bóp phát là có mồi ăn ngay, đỡ phải lênh cành. Các bạn quên đi cái thời buổi phải đi quốc run này. Em là em đánh hàng bao năm nay là em bỏ hẳn cái khoản đi đào run các bạn. Đào run vất vả, mà thứ hai nó không thể hiệu quả bằng mồi bột đâu. Ngày xưa thì em không tin. Đấy, em mua có những bột D1, D2, D3 hồi quán ấy. Thì mình về mình đánh thử thì cảm giác nó không hiệu quả luôn. Thế là mình cũng mất niềm tin vào cái mồi bột. Thế toàn đi cân đào run ấy. Mà mùa này đến về sau nó chuyển sang chế độ lông thân mới được khoảng 7 năm nay. Thì bắt đầu là đường bê tông tải hết rồi là không có run nữa. Thế bắt đầu là mình nghiên cứu về mồi này. Thế thì về sau này mình nghiên cứu bài ủ chua mẹ phối thêm các kiểu vào đánh thì cảm giác là nó rất là hiệu quả. Thế từ đó trở đi là em bỏ hẳn run luôn đấy, không bao giờ quay lại cái món run thôi anh em ạ. Thế tiện là ngày mai em cũng đi đánh với mấy anh em á, thế nào này cũng lên một cái video chỉ cho anh em luôn. Đây, bỏ nó thơm lắm anh em ạ. Để cắm thơm nó khác với cắm tanh. Cái cắm tanh mình bỏ ra rất là hắc, mùi rất là hắc, thành ra là đánh nó chỉ có rô phi là chính. Cá to trước khi vào. Đây là đánh với tự nhiên anh em nhé, còn nếu mà đánh dịch vụ ấy thì gần như anh em đánh bằng hạt này chính. Đây là cắm viên anh em này. Đó, qua nhìn chưa? Đấy thì cái đợt vừa rồi đấy, đợt vừa rồi thì rất nhiều anh em lấy cắm này về đánh rồi các bác ấy mới để đánh thịt vụ đấy anh em nhé. Các bác đập dập mấy ốc này, đập dập ốc ra rồi các bác trộn, các bác nghiền nhỏ này ra, nghiền nhỏ ra, bởi vì cái này nó xuống nước ấy, nó rất là nhanh tan đấy. Các bác đập dập ốc nghiền nhỏ ra xong rồi rải lên ốc bóp vào, nó thành thính luôn đấy các bác, nó thành thính luôn, xong rồi ném xuống cái cá vào rất là nhanh đấy. Còn ốc là nó sẽ giữ lại ổ anh em nhé, mục đích các bác đập như thế là ốc giữ lại ổ đấy, các bác có chia sẻ là như vậy. Còn bản thân em thì em sẽ này bóp cái mùi kia nó rẻo các bác. Mùi kia nó rẻo thành ra là em xả xuống dưới đáy đấy. Nếu em xả dưới đáy thì nó lâu tan thì thành ra là cá sẽ vào chậm. Đấy các bác có nói với em lại là khi mà mình xả này xuống đúng không thì cái này nó quện mấy kia. Đấy một bộ kia thì nó lâu tan thì cá dịch vụ ấy thì nó lại ít ăn chua mà các bạn. Cá dịch vụ ít ăn chua. Đấy nó như loại chấm đen ấy nó toàn ăn thơm này chính. Thế là cái mùi cắm viên nó ít, nó lan tỏa ít.
đó, không như là các bác đập dập ốc đào, các bóp cái này vào nó xả xuống cái bắt đầu là cá nó vào rất là nhanh luôn. Thế xong này ốc mình lại đập dập ra, mình để đấy sẵn thì nó giữ ổ lại được rất là lâu, thế mới hay. Thế vừa rồi là có nhiều anh em đã nhập mấy cám của em về và xay làm thính nha các bạn. Rất nhiều anh em trên diễn đàn mồi câu ấy đã liên hệ với em để lấy cái này nhập nhìn nhỏ ra và xay và bán thính chấm đèn cái loại này cho anh em nhé. Đấy, rất là hiệu quả luôn đấy. Đó thì chỉ có mất có 5 phút thôi, thế là đã làm xong được một ổ mồi rất là to. Đây là ổ này thì của em thì nửa cân, nói chung là nó rơi khoảng 30.000 trong ổ. Đây là ổ to luôn đấy nhá, đây ổ to đánh ổ lục ấy, mất khoảng 30.000, 25 đến 30.000 thôi. Còn nếu mà anh em đánh ổ đài thì mất cái này có hơn 10.000. Nhưng chơi nhỏ ra thì có bác đánh chát không hết, không hết được. Nên là em tương đối là ổ to luôn đấy. Mai đi đánh với anh em còn đây cũng là còn cho anh em đánh cùng chứ không phải mỗi mình em đánh đâu. Mai cho anh em một ít để đánh, còn nếu mà để mà xả hết cái ổ này xuống thì phải câu cả ngày nó mới hết được. Thế thì ổ lục như thường em thường đánh ấy, thì gần như là cứ càng đánh cá nó vào lại càng nhiều càng cuốn các bạn. Thế mà đặc biệt là khi cái lúc đầu tiên ấy, mà cá con chưa vào phá đấy. Cá con chưa vào phá mà tự tiện có tín hiệu vào ăn tăm tăm ấy, gần như là 100% sẽ là cá to đầu tiên. Đấy. Còn nếu mà về sau thì cá con nó vào nhiều quá rồi thì mình giật nó liên tục thì cá to nó sợ, nó không dám ăn nữa. Nói chung là cứ phải không có cá con thì đánh lúc nào cũng dễ được hàng hơn là so với bọn cá con vào phá. Còn anh em nào đi mà thấy mồi nó ướt nó không được dẻo ấy mà để đánh vào lưỡi đơn ấy thì các bác cứ lấy cắm gà với bột mì vào nhé. Những cái này nó đều xử lý được hết các bác nhé. Cắm gà là để nó chắc mồi, còn bột mì để cho dẻo, hoặc là các bác lấy cái tơ nhện được ấy. Nhiều anh em mà dùng tơ nhện. Còn chuẩn chỉ ra đánh dịch vụ thì đúng là có cái cám này đánh dịch vụ, cám phiên đánh dịch vụ thì nó chuẩn lắm anh em ạ. Đối với anh em đi dịch vụ ấy thì các bác đã xác định đi dịch vụ, các bác đừng tiếc cái tiền mồi làm gì. Cái cám các bác cứ xả phải ít nhất phải làm đến 1-2 cân to xuống để xào ổ thì đánh nó mới hiệu quả được. Bởi vì cái cám viên này các bác xả xuống cái mùi nó lan rất là nhanh, cứ khoảng nửa ca lại xả thêm ít xuống thì đánh thì nó mới hiệu quả. Còn anh em mà tiếc mồi mà đánh dịch vụ ấy thì gần như không thể lên cá được. Những anh em lấy chỗ em toàn lấy 5-10 cân ấy, hầu như là anh em đều lên hàng hết. Thì các bác cái xả không tiếc mồi. Đã xác định đầu tư vào đánh dịch vụ thì xả không tiếc mồi. Cứ một lúc cảm giác mồi ấy tan nhanh lại xả xuống tiếp. Thế là các bác cái xay kiểu bác xay ra rồi các bác nắm thành bột ấy xả xuống tiếp. Hơi ấy cá lại vào luôn. Đánh thế mới nó mới hiệu quả. Đấy, hôm nọ em đi đánh ở trên khi em phải đánh có hôm đấy có cái bác ấy không đánh cái mùi gì mà nói các bác là khi nó mở ra từ đầu kia đầu gió kia mà hắt lại tới chỗ em đây mà nó thơm thơm kinh khủng luôn. Nhưng mà đánh ngồi cả ngày hôm đấy cũng không được con nào, toàn lên được mại mới lại rô phi con này. Thế sao chỗ em hôm đấy em đánh đục thì em lên được 100 đen mới lại phải đến chục cân rô phi, 100 đen chục cân rô phi. Thì đang làm video chắc là xong cái video mồi nên là em cũng đăng luôn cái video đấy, cũng đánh bằng ở sông mà thôi anh em chứ không phải đánh hồ đâu. Đấy, ngoài kia các bác đánh mồi bả các kiểu mà còn thua không bằng cái loại này của em đánh được. Đánh xong hôm đấy thì ông đấy cũng lại đến hỏi xin bài mồi các kiểu đấy, nhưng mà nói chung là các bác đánh tài thì không bằng em đánh lục được. Đánh lục em xảo em ngồi gần cuối ngày thì gần như cứ thả xuống cái cá cắn ngay, thả xuống ngay là giật ngay. Đánh lục nó hiệu quả lắm anh em ạ. Đây, thì cái cám viên này thì mỗi nô nó khác nhau quá nhá. Có đợt thì về nò nó sấy ra ấy, thì nó sấy nửa vừa màu vàng, có đợt thì nó sấy quá nửa thì thành màu đen như vậy. Nhưng mùi nó rất là thơm anh em, mở ra cái thơm luôn thì nó mới là chuẩn 40 độ đạm. Đấy, cám này cám Singapore các bạn. Đấy thì hôm nay em lấy được cái vỏ bao thì em sẽ chụp lên cho anh em để anh em mình tự tìm tự đi mua cho nó dễ. Đấy, bởi em cũng chỉ muốn em đăng chia sẻ anh em cái loại cám này thôi chứ không thích khi cái bán cái này lắm, bởi vì cái này nó đóng hàng đóng gói nó rất là lách cách, tức là mất thời gian các bạn. Đấy, nào sẽ nói chung là đăng lên cho anh em tự tìm tự mua thì nó sẽ dễ hơn. Đây hạt nó rất là to anh em, cái đánh đài cái này móc trực tiếp bằng luôn được. Hôm nay em sẽ làm một cái video đánh đài mà móc trực tiếp cái hạt vào bác nhé. Hạt này thì đánh nhìn móc thì nói chung là nó là hạt nổi tan cũng rất là lâu. Thế là anh em đánh làm năng xê dùng cái hạt này rất là sướng. Và móc trực tiếp cái hạt vào lưỡi luôn, rất là phê. Đấy, quan trọng là móc được vào lưỡi luôn cái năng xê đấy. Hồi lưỡi nó cứ nổi, không cần hạt xốp. Thế nên mới thích nhỉ. Có loại này đánh thì nói chung là sướng lắm. Nhiều anh em ở đánh dịch vụ người ta còn không cho đánh cái loại hạt ấy nữa đấy.
Bây giờ em xúc mồi vào và mai đi đánh mấy anh em này. Nếu mà lên được nhiều hàng thì sẽ có video, sẽ là trong khoảng một thứ năm tuần sau sẽ lên được video. Và nghĩ chắc chắn là đánh sẽ lên được. Nhiều hay ít thôi, hàng kiểu gì cũng dính. Dẻo, đánh lục này rất là dẻo luôn anh em. Các bác nhớ là nếu đi đánh thì các bác nên phối mồi từ hôm qua cho dễ, hôm sau đánh thì mồi mình ném xuống thì nó có thể chìm ngay. Khi nhiều bác một phối nó kiểu như là chập choạng ấy, cái hạt cắm viên chưa tan hết thì ném xuống nó lại nổ lên, thế là mất ổ đấy. Em hồi xưa em đi đánh em cũng hay vội, em bóp vội xong bắt đầu em xả luôn cái là mồi nó nổi lên bánh lên trên, thế nó lại không chìm, thế thành ra là mất ổ. Anh em đánh là cứ phải phối trước thì nó chuẩn hơn. Dẻo lắm, ổ này ổ to luôn. Cái này rơi có 30.000 mà ổ này ổ to luôn, đánh cả ngày không hết. Này chuyên 2 ổ thì hợp lý, mỗi ổ 15.000 hợp lý. Rồi, ok. Rồi, chúc anh em thành công cái bài mồi này của em nhé. Bài mồi thần thánh luôn đấy. Anh em ơi. Ủa ơi. Hàng cuối qua rồi. Đóng anh em ơi. Ủa ơi. Hàng cuối qua rồi. Wow. Hàng. Đóng anh em ơi. Phế chưa. Wow. Hàng của anh em ơi. Wow, bạo lực. Phế. Wow. Phế. Ôi. Wow, chấm này. Wow, phế chưa nhau, chấm này. Nó móc kêu rồi. Rồi. Con này cậu anh em nhé. Phê quá. Đánh tự nhiên nó thế này anh em ạ. Cậu bay lên. Wow, anh em ơi. Phê chưa chấm đen các bác này. Ủa. Đánh này sống thôi thế này chứ. Nó móc chạy nhá quá. Gỡ nào rồi anh em nhìn nhé. Đèn này. Đấy, đèn thiên nhiên các bạn, nó không được to lắm, nó chỉ được như thế này thôi các bạn nhé. Ngoài thiên nhiên thì chỉ có thế này thôi. Con này chắc cần. Chắc được cân anh em, phê chưa? Này, con này nó hơn cân anh em ạ, bé quá, thả về với thiên nhiên. Ồ, khỏe lắm các bạn. Này, dễ phê cho anh em này. Ôi, đừng có dễ. Rồi, thả về quá nhé. Đấy, đúng là đèn tự nhiên các bạn nhìn nó phê chưa? Đấy, con này nó bé quá, chắc là thả nó về với thiên nhiên anh em nhé. Cho lớn xong lại bắt sau.